Hiện nay, các giao dịch mua bán trên Zalo khá phổ biến. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã tạo ra nick ảo để lừa đảo. Thủ đoạn của kẻ lừa đảo là sau khi thỏa thuận mua bán thành công, đối tượng không cung cấp địa chỉ, không cung cấp tài khoản của mình, mà sử dụng các thông tin của đơn vị thứ ba để lấy tiền, lấy hàng, chiếm đoạt tài sản. Và câu chuyện sau đây là một ví dụ. Cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Vũng Tàu vừa nhận được đơn tố cáo của chị Mai Thị Hường ở Phú Thọ, kinh doanh mỹ phẩm, trình báo đối tượng có nick chuyên mỹ phẩm trên Zalo đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 170 triệu đồng. Với thủ đoạn kết bạn với chị Hường, sau đó đã chào bán các mặt hàng mỹ phẩm giá rẻ. Chị Hường đã đồng ý mua mỹ phẩm của nick chuyên mỹ phẩm với số tiền 92 triệu đồng. Tuy nhiên, đối tượng đã yêu cầu người mua hàng chuyển tiền vào số tài khoản của một cửa hàng bán điện thoại di động ở thành phố Vũng Tàu. Yêu cầu với cửa hàng bán điện thoại là chuyển điện thoại cho đối tượng qua nhà xe ra thành phố Phan Thiết. Còn lại thì đối tượng sẽ không thực hiện cái việc mà chuyển cái mỹ phẩm như là cái thỏa thuận ban đầu với lại người phụ nữ ở ngoài Phú Thọ. Khi chị Hường có thắc mắc đã chuyển tiền nhưng chưa nhận được hàng, đối tượng giải thích là số điện thoại bị sai và hàng bị trả về. Chị Hường vẫn tin tưởng và tiếp tục giao dịch mua lô hàng thứ hai với số tiền hơn 78 triệu đồng. Sau hai lần nhận tiền, đối tượng đã khóa Zalo, chị Hường không thể liên lạc được. Lúc này chị Hường mới phát hiện mình bị lừa và làm đơn tố cáo. Sau khi tiếp nhận đơn của chị Hường thì chúng tôi đã tiến hành làm việc với cái cửa hàng điện thoại di động và cũng xác nhận là kiểm tra các cái tài khoản và cũng số tiền giao dịch và qua cái tin nhắn qua Zalo ấy rất là phù hợp với cái việc mà đối tượng là vừa đặt hàng của chị Hường và vừa đặt hàng điện thoại di động và cùng cái thời điểm chỉ chênh nhau mấy tiếng đồng hồ thôi. Theo cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Vũng Tàu, với thủ đoạn lập nick ảo buôn bán mỹ phẩm trên Zalo và yêu cầu chuyển tiền qua bên thứ ba là cửa hàng bán điện thoại di động để lấy hàng, không cung cấp địa chỉ, tài khoản, không trực tiếp lấy tiền, đặc biệt hình thức lấy hàng cũng thông qua nhà xe đang gây khó khăn cho cơ quan điều tra vì rất khó xác định được đối tượng ở khu vực nào.